thì một thời gian thì Khoa, chính Khoa là người đã cảm thấy là bị chán trước cái mối quan hệ đó. Thì có vẻ giống như là hồi xưa mình còn trẻ trâu mà, nên là mình thích cảm giác chinh phục vậy thôi. Chứ khi mà kiểu như mình cảm giác là mình đạt được rồi đó, thì mình lại sao ta, cảm thấy nó hơi chán một tí. Chào đón Khoa và chương trình Đã Từng Yêu Cùng Với Anh. Mối tình đầu Khoa, tình đầu của tôi được cơn mưa dân gian ngoài cửa lớp. Thực sự luôn á, là mối tình đầu Khoa là ở cấp 3. Đó là một người gái học lớp khác. Và còn nhớ là lúc đó học lớp K, học lớp Q. Thì trong một cái buổi sinh hoạt trên trường rất là đông, hầu như là toàn trường đều tập trung lại, thì Khoa hôm đó thì vô tình mới quay ngang, quay sang bên trái, nhưng mà Khoa trong hội trường thì quay sang bên trái thì vô tình nhìn thấy bạn đó và đứng hình mất 5 giây luôn. Tự nhiên thấy tim đập thình thịch hồi hộp luôn, và thật sự lần đầu tiên Khoa cảm giác choáng váng trước một người như thế. Thì sau đó là một chuỗi ngày mà Khoa làm cho mọi người, ví dụ như là cố tình không chép bài để mà xuống lớp nó chơi, xong rồi giải bộ không đi tới không chép bài để tới một vở về ghét nha, rồi tối thì chạy xuống tận nhà để trả, nhưng mà trả xong rồi không chịu về, cứ ngồi lại nói chuyện hoài đến khi mà ba bạn đó đuổi về luôn thì mới đi về. Về thì lại lúc đó đã có điện thoại di động rồi, xưa nhà giàu lắm, nhắn tin qua nhắn tin lại. Xong rồi lần đầu tiên cũng cảm thấy là mình phải gọi là dốc tâm dốc sức nhiều đến như thế để chinh phục một người, đúng không? Từ trước giờ toàn người ta cua hoa mà chúng ta chưa giờ cua ai nha. Đây là lần đầu tiên luôn, và thế là suốt những năm đi học á thì hầu như mà chưa bao giờ mới đi học thêm nữa tính. Nhưng mà biết bạn đó học thêm toán ở chỗ thầy đó thì mới rất là liều, tại vì ông thầy là nổi tiếng khó tính luôn, và một cái lớp học thì mấy trăm người học một lần rất là đông, và thế là mượn thẻ của bạn để đi học. Thì vô trong đó học thì cố tình ngồi sau lưng bạn đó để chọc ghẹo, rồi viết giấy lên xuống như này. Rồi hồi đó có nhớ là Valentine bữa thứ hai thì Khoa mới không học sinh mà, nên cũng không có nhiều tiền, thì muốn mua quà tặng cho bạn đó lắm, nhưng mà không có nhiều tiền, nên là Khoa quyết định là Khoa sẽ đi ra chợ mua hoa, rất là mua 100 bông hoa luôn, cái bông hoa hồng nè, sau đó về nhà ngồi tự trang trí từng bông một, rồi để lấy cái xe rượu cần của bà nội Khoa ở dưới quê. Thì ở trước nhà có một cái xe bán rượu cần đó mọi người, thì lấy cái xe đó ra để chậu hoa lên, đẩy từ nhà lên tới trên phố, tới trung tâm phố khoảng cỡ 3 cây số, để bán từng bông hoa một, bán từ sáng tới chiều. Mình cũng như ta cũng lời lắm á, bông điện tính đã lấy vô chỉ có khoảng 2.500 đồng, còn phần còn làm tiền chỉ được lên bán 20.000 bông lần, khá là lời mà bán hết luôn. Có thể là do mình dễ thương hay sao đó mà người ta mua ủng hộ rất là nhiều. Mà Khoa nhớ lúc đó nha, mình cũng lâu cá lắm, thì là hoa thì để từ hôm mua từ hôm trước xong làm rồi hôm sau mới đem đi bán, đẩy nguyên ngày ngoài đường nên là nó hơi héo, nó cái phần ở trên đầu hoa nó hơi đen đen vậy nè, nghĩa là người ta hỏi sao hoa héo dữ vậy em. Mình mới nói là dạ không, chuyện đây là hoa hồng Ấn Độ nên là ở trên cái đầu hoa nó hơi đen. Nếu như mà những người mua hoa năm ấy mà có xem được chương trình này thì cho Khoa gửi lời xin lỗi. Chỉ vì gái mà làm những việc như vậy. Rồi có những bông hoa là nó bị rụng luôn, thì mình mới lấy cái tâm á, mình cắm vô ở dưới cái bông hoa với cái thân mà nó giữ lại như vậy để cho nó đứng yên, và bán hết hoa luôn. Thì sau đó mình mới gom được 2 triệu mấy á. Lúc đó thì xưa 2 triệu mấy là to lắm nha, mới đi lên mua một cái sợi dây chuyền bạch kim, không phải bạch kim đó, hay là cái gì đó, dây chuyền bạc trắng hay gì đó. Nói chung là vậy thì mới đem xuống tặng cho bạn đó, tặng cho bạn đó xong rất vui. Rồi xong từ hôm đó là hai đứa chính thức quen nhau, ngày nào cũng đưa bạn đó đi học, đưa đó mình đi học rồi đi chơi rồi đủ thứ hết trơn. Thì một thời gian thì Khoa, chính Khoa là người đã cảm thấy là bị chán trước cái mối quan hệ đó. Thì có vẻ giống như là hồi xưa mình còn trẻ trâu mà, nên là mình thích cảm giác chinh phục vậy thôi, chứ
Khi mà kiểu như mình cảm giác là mình đạt được rồi đó, thì mình lại sao ta, cảm thấy nó hơi chán một tí khi mà mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại như một cái thời khóa biểu đó, đúng là như một thói quen luôn á, là sáng xuống đón đi học, chưa đưa về, rồi về nhà bắt đầu bạn phải nói chuyện suốt ngày như vậy luôn, rồi tối thì các bạn đi chơi như vậy, nó cứ như vậy hoài suốt cả năm trời, và họ cảm thấy chán, và lúc đó lại gần thi đại học nữa, nên là họ đã quyết định chia tay. Và còn nhớ là ngày hôm đó thì bạn nó cùng với một người bạn gái nữa, và cái bạn gái kia thì học tiểu học chung với Khoa luôn. Hai bạn mới đi lên tận nhà tìm Khoa thì đứng trước cửa nhà luôn, lúc đó phải nhớ là tôi đứng trước cửa nhà luôn, tức giận đứt xệ chuyện ném mặt Khoa bơm một phát, xong rồi hả tát một mấy cái nữa, và Khoa chỉ đứng như trời trồng thôi, tại vì sắc quá mà, lần đầu tiên mà mình bị như vậy luôn. Và rồi bạn đó khóc và chạy đi về nhà luôn, cứ đứng trên chờ chồng đó lặng lặng lụm xe chuyện lên, và con nhớ Khoa bọn con giữ nó tới giờ này luôn, nó đứt là Khoa để trong cái hộp đồ. Thì đó là mối tình đầu mà cảm thấy khá là buồn, cũng nói chung là cũng lỗi cho mình thôi. Và bây giờ thì bạn đó đã có gia đình và có con rồi, thì hồi đợt mấy năm trước về quê thì Khoa có gặp lại và đi uống cà phê như bạn bè vui vẻ ngày xưa, tay đứa trẻ trao qua, bây giờ kể lại rất là mắc cười. Bạn nó tên Hằng nha. Xin chào Hằng, không biết là Hằng có xem chương trình hay không. Năm đó thực sự là phải rất thích Hằng, không biết là mô tả một chút xíu về cái bạn gái này đã. Bạn Hằng này thì có một nước da rất là trắng luôn, một khuôn mặt xinh cực kỳ, trông như là Lưu Diệp Phi vậy đó, rất là xinh luôn. Và mỗi lần nhắc tới thì cái đám bạn của bọn chị trong mắt bạn. Nên là ngày hôm nay thì không biết là Hằng đã xem được chương trình này không, nhưng mà nếu xem được thì nhớ gọi cho Khoa nha, tại Khoa không có số điện thoại của Hằng. Đầu tiên xin cho phải xin lỗi Hằng vì đã làm cho Hằng buồn, nhưng mà Hằng vẫn còn đau lắm. Chúc cho Hằng và gia đình sẽ thật là hạnh phúc, và hạnh phúc buồn cho Khoa luôn. Và hy vọng đây sẽ là một lời cảnh tỉnh dành cho các bạn trai, khi mà các bạn cua được ai đó rồi thì các bạn phải tốt với người ta nha, các bạn không có được đối xử như vậy anh dơ. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé. Không lẽ hát bài xưa thiệt xưa nữa trời. Bài này gần đây nhất mọi thứ con gái thôi. Vì em là con gái chưa từng ngỏ lời cùng ai. Từ bài cuối cùng người ấy có tốt với em, yêu em như anh là từng